Cổ động viên Đông Nam Á trầm trồ vì U23 Việt Nam, Indonesia hờn dỗi vì đội nhà thắng 9 sao vẫn bị chê. Cổ động viên Đông Nam Á đã có những bình luận đáng chú ý về màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Yemen tối ngày 9 tháng 9. Tối ngày 9 tháng 9, U23 Việt Nam bước vào trận đấu cực quan trọng với U23 Yemen trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á. Trước một đối thủ được đánh giá đáng gờm nhất bảng, các học trò của huấn luyện viên Chu Xie ngay từ đầu đã được nhận định sẽ gặp rất nhiều thử thách. Và phải chờ đến phút thứ 85 của trận đấu, cổ động viên trên sân Việt Trì mới được tận hưởng niềm vui ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, một bàn thắng trước Yemen là đủ để U23 Việt Nam thành công chạm tay vào tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết giải đấu, đồng thời hướng đến ngôi đầu bảng C sau 3 trận toàn thắng khi ở lượt trận cuối đối thủ của chúng ta chỉ là Singapore. Trên diễn đàn ASEAN Football, các cổ động viên Đông Nam Á cũng đã có những bình luận đáng chú ý về màn trình diễn của U23 Việt Nam. Trong đó, nhiều lời chúc được gửi đến đoàn quân của huấn luyện viên Chu Xie với màn thể hiện mang về 3 điểm quý giá. Cổ động viên Faman Sia từ Indonesia bình luận, không nên nói bất kỳ lời chế giễu nào khác, tất cả chúng ta sẽ chiến đấu cho AFC Cup sau này. Một cổ động viên Indonesia khác cũng chúc mừng U23 Việt Nam, xin chúc mừng Việt Nam từ người bạn thân nhất của bạn Indonesia. Một cổ động viên khác thì hài hước bình luận, đang mang Đức, Pháp, Brazil đến Việt Nam. Một cổ động viên khác lại cho rằng, cổ động viên khu vực ca ngợi Việt Nam và đưa họ lên trời. Câu hỏi là vì sao Indonesia không được khen ngợi và luôn bị xúc phạm? Sau trận đấu này, U23 Việt Nam sẽ có 3 ngày nghỉ trước khi bước vào trận đấu cuối với U23 Singapore diễn ra vào ngày 12 tháng 9 cũng trên sân Việt Trì. Huấn luyện viên Yemen thừa nhận U23 Việt Nam thắng tâm phục khẩu phục. Huấn luyện viên Miroslav Sawab của U23 Yemen thừa nhận U23 Việt Nam có chiến thắng xứng đáng để đi tiếp, nhưng vẫn tiếc nuối khi đội nhà thúc thủ. Bàn thắng duy nhất của Vĩ Hào giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Yemen, giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Chúng tôi biết U23 Việt Nam là đội bóng mạnh, song chúng tôi cũng có chiến thuật, tính toán cho trận đấu này. Các học trò của tôi đã giữ được đội hình, ý đồ suốt 90 phút thi đấu. Toàn đội tạo ra vài cơ hội, nhưng may mắn không đồng hành, huấn luyện viên Miroslav Sawab nói. Có rất nhiều điều dẫn đến thất bại hôm nay, như là cơ hội bị bỏ lỡ, sai sót trong khâu phòng ngự. Trong một trận đấu như thế này, đội bóng nào ghi bàn sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Chúng tôi có cơ hội nhưng để lỡ. Sau đó U23 Việt Nam nắm bắt được cơ hội, ghi bàn từ quả phạt góc, huấn luyện viên Sawab tiếc rẻ. Cầu thủ U23 Việt Nam có chất lượng tốt hơn và xứng đáng có tấm vé dự vòng chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung cho trận đấu cuối cùng với Guam. Các học trò của tôi chơi tốt trong hơn 80 phút, kết quả chỉ quyết định vào 10 phút cuối, huấn luyện viên Miroslav Sawab chốt lại. Bùi Vĩ Hào xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam thắng U23 Yemen. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào quên rằng U23 Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 nhờ bàn thắng của mình. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào là người hùng của U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Yemen. Bàn thắng của cầu thủ này giúp U23 Việt Nam giành 3 điểm, đồng thời chắc suất vượt qua vòng loại để có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á. Bùi Vĩ Hào cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tôi được vào sân và thi đấu với 200% sức mình. Tôi được đền đáp bằng bàn thắng. Đó là cảm xúc vỡ òa. Tôi hạnh phúc vì giúp đội có chiến thắng và mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Tôi muốn U23 Việt Nam có được chiến thắng ở lượt trận cuối cùng để giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2024, Bùi Vĩ Hào chia sẻ sau trận đấu. Phát biểu của tiền đạo này cho thấy anh không nhận ra tầm quan trọng của bàn thắng mình ghi được. Bùi Vĩ Hào chưa biết U23 Việt Nam chắc chắn vượt qua vòng loại U23 châu Á 2024 nhờ cú đánh đầu của anh. Khi được một người bạn đứng gần nhắc, Vĩ Hào mới bật cười. U23 Việt Nam có 6 điểm sau 2 lượt trận và chắc chắn đứng đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2024. Kể cả trong trường hợp U23 Yemen bằng điểm U23 Việt Nam ở lượt cuối, đội bóng Tây Á vẫn đứng sau do kém thành tích đối đầu trực tiếp. Do đó, U23 Yemen dù có thắng U23 Guam còn U23 Việt Nam thua U23 Singapore với kết quả thế nào đi nữa thì thầy trò huấn luyện viên Chu Xie vẫn là những người có được ngôi đầu bảng C. U23 Việt Nam cũng là đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết. Tại vòng loại, sẽ có 11 đội đầu bảng và 4 đội bóng nhì bảng có thành tích tốt nhất được tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Do đó, U23 Yemen cần nỗ lực để có được kết quả tốt ở lượt trận cuối cùng trước U23 Guam và chờ đợi may mắn để biết mình có được đi tiếp hay không. Giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á,
huấn luyện viên Chu Xie tuyên bố có 10 đến 15 cầu thủ U23 đủ khả năng chơi cho đội tuyển quốc gia. Đánh bại U23 Yemen trong những phút cuối, U23 Việt Nam đã có được tấm vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar. Huấn luyện viên Philippe Chu Xie tỏ rõ sự hài lòng với các cầu thủ, đặc biệt là tinh thần mà họ đã thể hiện. Từ đó, ông tuyên bố có khoảng 10 đến 15 cầu thủ đủ sức khoác áo đội tuyển quốc gia. Bàn thắng quý hơn vàng của Bùi Vĩ Hào đã đưa U23 Việt Nam tiến vào vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào mùa hè năm sau ở Qatar. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2024, chúng ta có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, tạo ra khoảng cách 3 điểm với đội đứng thứ U23 Yemen và giành vé sớm. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Philippe Chu Xie nói, "Tôi hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đó là giành vé tới vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu hướng đến Olympic sau đó. Chúng ta có thành tích đối đầu, hiệu số tốt hơn và giành vé sớm. Tuy nhiên tôi vẫn muốn các cầu thủ cải thiện hơn nữa. Trận hôm nay tôi tự hào với tinh thần và sự quyết tâm của các cầu thủ trước đối thủ chơi phòng ngự, lùi sâu với số đông. Việc tìm được khoảng trống không hề dễ dàng. Mặc dù vậy, xuyên suốt trận đấu, đấu pháp của ban huấn luyện được tuân thủ tốt trước khi tung ra đòn kết liễu." Huấn luyện viên người Pháp cũng thừa nhận các cầu thủ có hơi căng cứng, chuyền lỗi và thiếu chính xác ở pha bóng cuối cùng, phần vì áp lực của tầm quan trọng của trận đấu. Họ gặp khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Nhưng tôi đã những tính toán và thực hiện phương án B. Hồ Văn Cường là con bài tẩy mà tôi giữ đến hiệp 2. Ngoài ra, sự xuất hiện của Lương Duy Cương cũng khiến hàng thủ chắc chắn, chống phản công tốt hơn, qua đó giúp các cầu thủ tuyến trên tự tin hơn. Tôi vẫn nói, những cầu thủ không xuất phát không phải là cầu thủ dự bị, mà là những cầu thủ kết thúc trận đấu. Bùi Vĩ Hào là một ví dụ. Những gì tôi muốn xây dựng với bóng đá Việt Nam là sự chủ động trong tình huống và kiểm soát trận đấu. Để làm được, họ cần tuân thủ đấu pháp, triết lý, những pha phối hợp, tấn công theo khuôn mẫu, theo bài. Trước đây, các bàn thắng của đội tuyển thường đến từ tình huống ngẫu nhiên. Ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn cần sự may mắn nhưng tôi muốn thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Chúng ta phải cải thiện hơn nữa, tạo ra sự liền mạch, kết nối nhịp nhàng. Điều này phù hợp với trào lưu của bóng đá thế giới, khi trong các trận đấu có tới 90% thời lượng là chuyền bóng, nhận bóng, trong khi tỷ lệ trung bình ở Việt Nam chỉ 20%, còn lại là sự không rõ ràng, những pha bóng chết. Dĩ nhiên, để trơn tru mọi thứ cần tiếp tục xây dựng, cải thiện và củng cố chất lượng cá nhân. Sau 6 tháng quan sát, nhận diện, đánh giá các cầu thủ tập luyện và thi đấu, tôi nhận thấy có khoảng 10 đến 15 cầu thủ U23 đủ khả năng cạnh tranh vị trí chính thức ở đội tuyển quốc gia. Cũng theo huấn luyện viên người Pháp, nhiều khả năng trận cuối cùng với U23 Singapore, U23 Việt Nam sẽ ra sân với đội hình B. Tôi hoàn toàn có thể sử dụng những cầu thủ ít ra sân ở trận đấu cuối. Để đi xa chúng ta cần số lượng lớn cầu thủ, họ phải được cọ sát và thi đấu. Tôi tôn trọng đối thủ nhưng hoàn cảnh hiện tại cho phép tôi làm điều đó, ông khẳng định.